Hello anh em và chào mừng quý bạn đã đến với Taga Channel. Anh em biết đấy, hành trình kiếm tìm đáp án cho câu hỏi loài người có cô đơn trong vũ trụ hay không, đến nay cấp bách hơn bao giờ hết. Gần 6 thập kỷ đã qua kể từ khi Liên Xô mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ thông qua sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nước này đưa người thoát khỏi lực hút của trái đất, bay ra ngoài quỹ đạo vào ngày 12 tháng 4 năm 1961. Kể từ đó cho đến nay, ngoài những khát vọng chinh phục các hành tinh khác trong hệ mặt trời, con người vẫn luôn khát khao đi tìm câu trả lời cho câu hỏi loài người có cô đơn trong vũ trụ hay không. Ở ngoài vũ trụ rộng lớn kia thì liệu có một thế giới tương tự như trái đất, nơi có sự sống, có văn minh và có nền công nghệ hay không? Đây thì vẫn là bí ẩn mà gần 6 thập kỷ qua con người đã không ngừng kiếm tìm. Trong hành trình đó thì có rất nhiều lần các nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta đã bắt sóng hay là kết nối được với người ngoài hành tinh. Và đây thì chính là một video như thế. Hãy cùng Taga Channel đến với 5 lần người trái đất suýt bắt được người ngoài hành tinh. Ở vị trí thứ 5 thì đó chính là Phoenix Line. Phoenix Line được xem là một sự kiện chân thực và chính thống nhất từ trước đến nay của UFO hiện đại, bởi nó được chính các nhân vật quyền lực tận mắt chứng kiến. Không chỉ vậy, hàng nghìn đoạn video còn quay được cảnh xuất hiện chớp nhoáng nhưng cực kỳ là ấn tượng của một vật thể lạ được cho là đĩa bay của người ngoài hành tinh. Cụ thể là vào tối ngày 13 tháng 3 năm 1997, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, một chùm đèn hình chữ V rất là lớn với 6 đèn lớn liên tục quét qua quét lại được phát hiện khi đang di chuyển trên không phận bang Arizona, Mỹ. Điều đáng nói là sự xuất hiện của vật thể này cũng được chứng kiến bởi các nhân vật có chức có quyền. Điển hình là thống đốc bang Arizona lúc bấy giờ là ông Phil Symington. Còn về phía Washington, mặc dù các quan chức cấp cao của họ cũng đã tận mắt nhìn thấy, thậm chí là còn buột miệng thừa nhận đó là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Nhưng họ cũng một mực bác bỏ lập luận này và đưa ra giải thích rằng sở dĩ cả thành phố Phoenix và bang Arizona bừng sáng vào tối hôm đó chỉ là do pháo sáng của quân đội Mỹ sử dụng để dẫn đường máy bay quân sự lên đường sang châu Phi làm nhiệm vụ mà thôi. Tuy nhiên, toàn bộ những giải thích của chính quyền Mỹ đều không thể thuyết phục được hàng nghìn cặp mắt, trong đó có rất nhiều viên cảnh sát và cả thống đốc của bang. Những con người này thì đã ngây người ra cả hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn vật thể đang bay lơ lửng trên bầu trời thành phố Phoenix vào buổi tối khó quên năm 1997. Cho tới ngày nay, ánh sáng bí ẩn Phoenix vẫn là sự kiện mà con người tiếp cận gần nhất với người ngoài hành tinh. Quá là phê luôn đúng không nào anh em? Bốn, cuộc chiến UFO ở Tehran. Các phi công thuộc lực lượng không quân Iran đã có cơ hội song hành cùng một vật thể bay không xác định khi nó xuất hiện gần vị trí của họ trên không phận thủ đô Tehran của Iran. Trước cuộc cách mạng Hồi giáo, Mỹ và Iran thì vẫn là những đồng minh thân cận. Và trong sự kiện ngày 19 tháng 9 năm 1976, các máy bay chiến đấu phản lực F-4 Phantom của Iran đã có cơ hội đuổi theo một vật thể kỳ lạ trên bầu trời Tehran. Khi tất cả radar theo dõi đều nhận thấy sự hiện diện của vị khách không mời ở trên không phận thủ đô của họ, hai máy bay chiến đấu F-4 Phantom ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Chiếc thứ hai được lái bởi trung úy Pavid Zafari đã tiến rất gần với khoảng cách có thể tấn công được của máy bay chiến đấu. Và vật thể kỳ lạ được ghi nhận là một quả cầu ánh sáng nhấp nháy. Khi Zafari nhìn lại một lần nữa trong tích tắc, vật thể thứ hai tách ra khỏi vật thể thứ nhất. Nghĩ rằng mình sắp bị tấn công, Zafari đã cố gắng phóng tên lửa Sidewinder. Nhưng ngay khi kích hoạt tên lửa, máy bay của anh đã mất hết năng lượng điện và không thể khởi động lại được nữa. Các hệ thống trên máy bay bị tắt ngay lập tức. Máy bay rơi đột ngột xuống phía dưới và đến một khoảng cách đủ xa, mọi hệ thống trên máy bay mới hoạt động lại được bình thường. Zafari chỉ dám tiếp tục quan sát đối tượng từ khoảng cách an toàn mà thôi. Một lần nữa, vật thể lạ tự tách ra khỏi ghế đầu tiên, rơi xuống mặt đất và nằm yên bề mặt sa mạc. Ngày hôm sau thì không quân Iran đã đi đến điều tra địa điểm nơi đối tượng hạ cánh, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ điều gì. Sự cố biến lần chạm trán của các phi công Iran với vật thể lạ nhanh chóng trở thành sự kiện đình đám bậc nhất của con người với UFO. Tuy nhiên, không ít người cho rằng lỗi đồng loạt xảy ra với hệ thống điện tử của các máy bay chiến đấu là do hệ thống radar cực mạnh của người ngoài hành tinh gây nên khi hoạt động gần nhau ở một khoảng cách gần. Ở vị trí thứ 3, hãy cùng ta đến với Roswell UFO, sự cố chấn động nhất về người ngoài hành tinh. Sự cố UFO tại Roswell, Mỹ được xem là sự kiện liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh gây chấn động thế giới vào năm 1947. Đây có lẽ là câu chuyện UFO nổi tiếng nhất từ trước đến nay
khi mà giới quân đội và chính trị gia Mỹ đã phải bình luận về vụ việc liên tục suốt nhiều thập kỷ sau đó và đến tận giờ vẫn chưa dừng lại. Chuyện là vào mùa hè năm 1947, một vật thể lạ rơi tại trang trại nằm ở gần thị trấn Roswell, bang New Mexico. Một người đàn ông tên là William Brazel đã tìm thấy các mảnh vỡ và nói với cảnh sát địa phương rằng mình còn nhìn thấy hài cốt của một người. Vãi, hồi hộp ghê luôn anh em ạ. Sau đó thì không quân Mỹ lại nhanh chóng lên tiếng xác nhận đó chỉ là khinh khí cầu và nhanh chóng khép lại vụ việc mà không giải thích gì thêm. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ qua đi, những người ủng hộ UFO và người ngoài hành tinh bắt đầu khơi lại sự việc. Giả thuyết mới thì là thi thể người ngoài hành tinh đã được đưa ra khỏi địa điểm gặp nạn và chính phủ Mỹ đã che đậy sự thật về sự kiện UFO tại Roswell. Điều này nghe có vẻ rất là xa vời, nhưng trong cuộc thăm dò năm 2013 của Mỹ, 1/5 số người được hỏi vẫn tin rằng sự cố UFO ở Roswell thật sự là một vụ tai nạn của người ngoài hành tinh. Điều này khiến cho nó trở thành một trong những sự việc liên quan đến người ngoài hành tinh được tin tưởng rộng rãi nhất. Cho đến nay, bí ẩn về UFO tại Roswell vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Có người thì lại cho rằng vùng 51 được Mỹ xây dựng là cơ sở nghiên cứu UFO và người ngoài hành tinh sau sự cố ở Roswell vào năm 1947. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết của những người theo thuyết âm mưu và những người ủng hộ UFO mà thôi. Vậy ý kiến của bạn về sự cố Roswell thế nào? Hãy cho mọi người cùng biết ở phần bình luận nhé! Hai, vụ bắt cóc của gia đình Hill. Một cặp vợ chồng người Mỹ là Betty và Barney Hill đã tuyên bố họ bị sinh vật ngoài trái đất bắt cóc vào năm 1961. Tương tự như sự kiện chứng kiến địa bay của viên phi công Kenneth Arnold thời đó, vụ án bắt cóc của gia đình nhà Hill cũng đã tạo ra một cơn chấn động mạnh đối với giới báo chí đương thời. Dĩ nhiên là những người theo thuyết có sự tồn tại ở người ngoài hành tinh lại có thêm một cơ sở tương đối để tin vào lập luận của mình. Trở lại với câu chuyện, thì theo những lời được bà Barney Hill kể lại, trong lúc đang lái xe qua một cánh đồng ở bang New Hampshire, Mỹ, họ bất ngờ bị một vật thể có hình dáng kỳ lạ giống đĩa bay tiếp cận, chiếu một luồng sáng chói mắt vào người trước khi cả hai kịp thốt lên câu: "Chúa ơi, chúng ta sẽ bị bắt mất." Sau đó thì bà Hill cho biết cả hai đã bị đưa lên một con tàu vũ trụ trong trạng thái bị thôi miên và lần lượt bị những người ngoài hành tinh tiến hành những cuộc kiểm tra cả về cơ thể lẫn hệ thống thần kinh. Một trong số đó đã khiến bà cảm thấy rất là đau đớn. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn, bà Hill tiết lộ hình ảnh của thiên hà được coi là quê nhà của người ngoài hành tinh. Đó là một thiên hà dạng lưới cá và hoàn toàn xa lạ ở giới khoa học thời đó. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài năm, các nhà thiên hà học đã xác định đúng là có một thiên hà với hình dạng tương tự như vậy đang tồn tại cách xa trái đất 40 năm ánh sáng. Dù vậy, họ cũng không hề thông báo thông tin này cho vợ chồng nhà Hill. Nói về vụ án bắt cóc kỳ lạ có dính dáng đến người ngoài hành tinh, một số người không tin vào lập luận có UFO và sinh vật ngoài trái đất lại cho rằng các vợ chồng này chỉ bịa chuyện để trở nên nổi tiếng mà thôi, thay vì thực sự đã bị bắt cóc. Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần là bịa đặt, thì tại sao bà Hill lại có thể phác họa hình ảnh của một thiên hà xa xôi cách trái đất hàng chục năm ánh sáng? Điều này thì chỉ có thể lý giải đó là người ngoài hành tinh thực sự tồn tại và họ đang nói lên sự thật mà chính quyền đang cố tình che giấu. Lần này thì chúng ta quả thật đã bắt được chút ít sự thật về người ngoài hành tinh. Và vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay đó chính là chuyến bay thương mại JAL-1628 đã song hành cùng với UFO. Ngày 16 tháng 11 năm 1986, phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay mang số hiệu JAL-1628 của hãng hàng không Nhật Bản đã phát hiện ra một vật thể bay không xác định có kích cỡ lớn gấp 3 lần một chiếc tàu sân bay và song hành cùng họ trong khoảng thời gian 50 phút khi nó bay qua khu vực Đông Bắc Alaska ở Mỹ. Với kích thước khổng lồ, thời gian xuất hiện dài cùng với kết quả theo dõi của hàng loạt radar biến sự cố của chuyến bay JAL-1628 của Nhật Bản trở thành lần chạm trán ấn tượng nhất của con người với vật thể bay không xác định. Các nhân chứng, bao gồm cả phi hành đoàn và tất cả hành khách, đều xác nhận cái họ nhìn thấy trên bầu trời. Không có bất kỳ một lời giải thích hợp lý nào được đưa ra với sự cố năm 1986. Trong khi đó, lời kể của những hành khách có mặt trên chuyến bay JAL-1628 nhanh chóng được giới truyền thông triệt để khai thác. Đây cũng là một trong những sự kiện khơi gợi trí tò mò tột độ của con người về cái họ tin là sự sống ngoài hành tinh đang thăm dò địa cầu. Quá là ghê luôn đúng không nào? Và chắc chắn có một sự thật mà anh em chưa hề hay biết. Taka thật ra thì cũng là người ngoài hành tinh, được cài cảm xuống trái đất để theo dõi hành tinh này. Nhưng nhận thấy trái đất vui quá nên quyết định ở lại đây để làm video cho anh em luôn. Tiện thể rồi lấy vợ sinh con nữa.
Và đùa một chút thôi, video đến đây thì cũng là hết rồi. Đừng quên để lại bình luận của bạn cho mọi người cùng biết nhá. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay, hãy like và share video này với bạn bè và subscribe tài channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình.